Kim Ngân xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Cả nhà ơi, cuối cùng thì xà lan Ngân cũng đã giao cái chuyến hàng gạo, chuyến hàng bao Ngân đã giao xong rồi, mừng cũng hết lớn. Từ bữa giờ giao hàng lâu bu dữ lắm luôn. Tính ra Ngân giao xong hôm nay là ngày thứ 9 rồi, là xà lan Ngân mới giao xong Đậu ở trong cảng 9 ngày mà mình tưởng đâu là mình đậu ở trong cảng gần cả tháng. Tại vì xà lan của Ngân thì không có đậu một chỗ cố định, mà cứ dời tới dời lui hoài. Mình tưởng đâu là xà lan mình đậu rất là lâu luôn rồi, nhưng mà có 9 ngày thôi. Bây giờ đã giao xong rồi, mừng quá trời mừng cả nhà ơi. Mà tối Ngân nè, với lại ông xã Ngân, em Quy, anh Nguyên ăn mì xong, dọn dẹp nhà cửa xong, tắm rửa đi ngủ luôn rồi, chắc khoảng 1-2 giờ sáng gì á. Bởi vậy bây giờ thức dậy sáng, thức dậy sớm á, ông nào ông ấy mặt mày bơ phờ ở trên, thức dậy không nổi luôn. Ngân mới sáng sớm mở mắt ra, Ngân thức dậy á, Ngân tưởng đâu là giờ này 2 giờ trưa không á. Tại vì mình ngủ ngon quá cặp cản á, trong đây là ngủ ngon luôn, ngủ thoải mái, không có rầu lo, không có canh gì hết á. Sáng hôm nay á thì xà lan của Ngân á, Ngân sẽ nhận một cái loại hàng khác ở cái cảng này luôn. Tại vì tối hôm qua thì Ngân đã tranh thủ, xà lan Ngân tranh thủ quét hầm hàng xong á, rồi khi mà mình bắt đầu nhận chiếc hàng mới á, thì mình sẽ quét hầm hàng hết. Bây giờ thì xà lan của Ngân sẽ nhận phân ở cái cảng này luôn, phân NBK. Cảng này á, bên hàng phân này á, người ta rất là tranh thủ, người ta làm sớm luôn, chứ không phải như ở bên hàng gạo kia sáng ngày hay là khoảng 8 giờ mới làm. Còn ở đây á, bây giờ mới có 6 giờ mấy sáng là đã có công nhân ở dưới rồi. Sáng thức dậy á, đi cà bay giống như là mình ở trên trời mới rớt xuống vậy. Tại tới 2 giờ vô nằm chẳng không có ngủ liền được, Ngân phải nằm xíu Ngân mới ngủ được. Bây giờ chuyến hàng này á, hôm bữa giờ Ngân giao gạo thì Ngân đã đăng ký nhận, tại vì chiếc của bác Ngân á nhận ở cái cảng này mà hàng phân thì đang thiếu xà lan nữa, cho nên là Ngân tranh thủ giao gạo lại qua bên kia, Ngân đăng ký cái hàng phân luôn. Mình đăng ký hàng phân này á, thì mình sẽ nhận cái cảng quốc tế này luôn, và mình không có cần chạy đâu xa hết á, mình giao xong mình đậu ở đây mình nhận luôn. Cho nên cha mẹ Ngân thấy vậy, cha mẹ Ngân đăng ký cái hàng phân á, mình nhận luôn. Phân á thì sẽ xà lan Ngân sẽ tiếp tục nhận hàng bao, nhưng mà bao này nhận á, nó khỏe hơn, nó không có cực như là gạo của chú ơi, khỏe hơn nhận gạo. Hàng phân này mình nhận á thì công nhân người ta làm hết, mình không có làm gì hết á, mà nhận cái này nhanh dữ lắm. Xà lan Ngân mà lên nhận khoảng chừng 1 ngày rưỡi đến 2 ngày là xong rồi. Ngân thấy mấy chiếc tài trước của Ngân người ta nhận nhanh lắm. Sáng giờ ông xã Ngân đi lên bờ á, làm thủ tục lại, tại vì mình nhận hàng khác á, thì mình sẽ làm giấy làm thủ tục lại hết. Rồi có thủ tục hết rồi thì cảng người ta mới cho mình nhận. Bây giờ thì anh Nguyên với lại em Quy á đang chuẩn bị mở nắp hầm ở phía bên ngoài để cho người ta làm. Người ta sẽ làm hai máng luôn, một máng hầm mũi và một máng hầm lái, mình nhận hai máng luôn, cho nên nó sẽ rất là nhanh. Bây giờ thì Kim Ngân xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Xà lan Ngân sẽ nhận phân, lần đầu tiên mà Ngân nhận phân luôn á, đó giờ Ngân cũng không có nhận phân, bây giờ lần đầu tiên mà nhận không biết sẽ như thế nào. Chút nữa Ngân sẽ đi lên bờ, Ngân sẽ điếm bao nha. Ông xã Ngân thì ở dưới đây canh công nhân làm với lại giờ xà lan, còn Ngân thì sẽ đi lên bờ điếm bao. Bây giờ rất là buồn ngủ luôn cô chú ơi, nhưng mà cũng ráng. Mình nhận xong thì mình về nơi giao hàng thì mình sẽ nghỉ ngơi nha. Ngân đã ăn sáng xong rồi, bây giờ Ngân sẽ thay đồ và đi lên bờ chuẩn bị làm hàng thôi. Sáng hôm nay thì mấy anh mấy chú công nhân đang kéo cái băng tải cho xà lan Ngân nhận hàng nè. Xà lan Ngân thì đã mở nắp hầm ra hết rồi.
sáng hôm nay làm hai máng luôn mọi người. Em đi với gạo quá em đủ rồi đó. Được chưa? Làm hai băng tải, một băng tải cho nó hầm giữa và một băng tải cho nó hầm sau. Cả nhà ơi, bây giờ thì xà lan của Ngon đã làm hàng rồi. Nãy giờ thì Ngon làm được khoảng 3-4 xe rồi. Tại vì lý do là chuyến không này thì là chuyến đầu tiên Ngân nhận á, cho nên là lúc đầu nó hơi lu bu mọi người. Vừa điếm bao, nhận tới hai máng luôn. Điếm bên máng này rồi chạy qua điếm bên máng bên kia nữa. Rồi ký phiếu xe, nói chung là rất là nhiều luôn. Nãy giờ nhận 4-5 xe rồi Ngân mới quay được. Hiện tại cái máng bên kia thì bây giờ xe chưa ra kịp. Đây mọi người ơi, mỗi một xe như thế này thì 700 bao. Mình phải đếm từ bao. Đó, bây giờ mấy anh công nhân đang móc bao chạy băng tải. Ở đây thì mình nhận bằng cái băng tải. Đó, mình móc bao xuống băng tải thì băng tải nó sẽ chạy xuống xà lan của mình luôn. Nhận phân này rất là nhanh. Bên đây thì cũng làm bằng công nhân luôn, và hai tổ, một tổ bên này và một tổ bên kia. Xà lan Ngân sẽ chở một chuyến hàng. Hàng này là những cái bao này là phân NPK. Đó, một xe này là 700 bao thì mình sẽ đếm. Và chiều dài thì 25 giây. Mình đếm đủ giây thì mình sẽ nhân lên nha. Nãy giờ Ngân làm được 3 xe rồi. Nguyên đang ngồi trên quét hàng đổ. Phân nó bị đổ. Phân nó bị đổ là bị mất hàng của mình á, cho nên là mình phải quét cho sạch sẽ hết. Đây là cái thùng xe. Còn đây là phía bên trong cảng. Ở cái máng ở phía đằng kia thì xà lan của Ngon ngày hôm qua Ngon làm ở đằng đó đó mọi người. Cái máng đằng đó là máng gạo, cái chiếc xà lan tài nhì á. Thì vào trong đó giao, còn xà lan Ngon tại nhất đó, Ngon đã giao xong rồi. Và xà lan Ngon đã trường tới. Ngon đã trường tới cái bến ở trên này để mà Ngon nhận phân luôn. Hồi sáng đó, ông xã Ngon quay đầu lại luôn. Ngày hôm qua thì cái mũi thì quay qua bên trong và cái lái quay ra phía bên ngoài. Ông xã Ngon á, hồi sáng lúc 5 giờ thì mình đã quay đầu lại rồi. Để khi mà xà lan mình ra bến thì mình ra sẽ dễ hơn. Bây giờ ở đằng đây không có xe thì công nhân đang ngồi hút thuốc nghỉ mệt.
đã được 4 xe rồi nè. Nó lên một đống trùng ngủ. Ở dưới chỉ có một người, người ta ban bao thôi à. Nó cao lên một đống luôn á. Ở cái hầm này là ở phía hầm sau lái được 4 xe, mỗi một xe thì 700 bao. Còn hầm này là hầm mũi. Hầm mũi này được tới 2 người lận, một người phụ nữ và một người phụ nam. Hai người ta sẽ ban cái ngọn này ra cho mình. Cái đống ở trước này thì cũng rất là cao luôn rồi. Ở trên đây những cái bao này là những cái bao mà ngon giao hàng gạo á. Mình nhận cái hàng không này thì người ta không có bát hàng cho mình, giống như là mình nhận hàng gạo. Nó xuống tự do luôn, nó muốn nằm như thế nào nó nằm à. Ở dưới thì người ta sẽ ban sơ sơ cái chân ở dưới thôi. Dưới hầm chỉ có một người thôi, một cái chú ở trong kia kìa. Đó, nó nằm lộn xộn hết. Cái hàng này, nếu mà cái hàng này chất như thế này thì mình chở sẽ không có được đủ tải. Tại vì ém không có theo thứ tự, nó không có nhiều á. Cái hàng phân này thì mình nhận mình cũng sẽ tính đầu bao giống như hàng gạo vậy đó. Mình sẽ đếm đầu bao, mình nhận bao nhiêu bao thì mình sẽ giao bấy nhiêu bao. Ui, dưới hầm được 2 người luôn mọi người. Nãy giờ con không có thấy cái chú phía bên này. Bên này có một chú thôi nè. 2 chú luôn. Nãy giờ cái chú này chui ở trong hầm á, con không thấy. Tình hình là hôm nay xà lan của Ngân làm 2 máng nhưng mà xe không có kịp. Nhìn thấy phụ nữ làm mấy cái công việc này cực quá luôn mọi người. Ở ngoài nắng không à. Những người phụ nữ mà làm cái công việc này thì con nghĩ cái tay người ta có thể là xấu hơn cái tay của Ngân luôn á. Ta làm nặng hơn và suốt ngày ở ngoài nắng không à, rất là nắng luôn á. Cái chị này là tổ trưởng của cái tổ công nhân này luôn á mọi người. Hồi tối thì chị có làm bên hàng gạo cho Ngân á, bây giờ chị này chỉ làm hàng bao hàng không cho mình luôn. Rồi tối nhờ có cái chị tổ trưởng này nè mà xà lan Ngân làm hàng mới xong, có 2-3 người à mà làm rất là nhanh luôn. Ủa?